Một trường trung học quý tộc chỉ có thể theo học bằng các nguồn lực tài chính và các mối quan hệ. Học sinh ngậm thìa vàng thì không cần phải mang cặp đi học. Có một số người có tâm trạng tốt thì sẽ bao cả nhà hàng, ngay cả việc mua đồ mình thích cũng không thèm nhìn vào giá cả. Bỏ ra 58 triệu won để mua một chiếc xe mô tô, tất nhiên là dùng thẻ phụ huynh rồi. Ngày hôm nay, Betchena, thế hệ thứ 3 của gia đình tài phiệt, đã xúi dục những người khác thực hiện hành vi bạo lực và quấy rối đối với học sinh nghèo được vào trường theo chế độ bình đẳng xã hội. Thầy giáo đang kiểm điểm cô ta, nhưng dường như Chena không quan tâm. Vậy thì sao chứ? Lời vừa dứt, một nhóm học sinh đẩy cửa xông vào, tranh giành nhận lỗi thay cho cô ta. Thấy vậy, thầy giáo cũng không có cách nào. Nếu đây là trường học dành cho quý tộc, thì em là hoàng tộc đó. Đây là Kim Hae-in, là một học sinh chuyển trường đang ngậm thìa ở trong miệng. Xuất thân từ một gia đình có thu nhập thấp, cô ấy luôn bị giới nhà giàu ba đời coi thường. Hae-in muốn tận mắt chứng kiến những người này chưa kiếm được một xu bằng chính đôi tay, và sự khác biệt giữa quý tộc và bản thân cô là gì. Tôi muốn trở nên giống các cậu, giống như việc tôi muốn chết vậy. Câu chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước. Sau giờ học, Hae-in, một học sinh trung học bình thường, cô ngồi xe buýt đi đến ngôi biệt thự thuê gia sư. Hae-in nhìn vào điện thoại, xem cuộc thảo luận về trường cấp 3 quốc tế trong giam. Đa số đều khao khát được học tại ngôi trường đó. Tuy nhiên học phí rất cao, một năm đã là 100 triệu won. Rất nhanh, Hae-in đã lần theo địa chỉ cuối cùng cũng đến nơi. Ngôi biệt thự được thiết kế rất rộng rãi và sang trọng. Hae-in có đôi chút ngạc nhiên trước cách trang trí lộng lẫy này. Trên thực tế, Hae-in đang giả mạo danh tính của người chị Son Chu để đi dạy kèm và kiếm một số tiền trợ cấp cho gia đình. Người phụ nữ nhìn bộ quần áo Hae-in mặc, cô đoán rằng gia đình Hae-in không giàu có. Ngay khi Hae-in muốn ăn chút bánh ngọt, cô ta nói đùa rằng đây là lần đầu tiên Hae-in đặt chân vào khu này. Đồ tốt dù người không biết cũng sẽ bị thu hút. Tối nay, Hae-in đang làm bài tập, đột nhiên mũi cô ấy bị chảy máu. Lúc này có bạn học đi đến, nói với Hae-in, giáo viên chủ nhiệm bảo cô ấy đến văn phòng ngay, bởi vì xuất hiện một người bạn cùng lớp có hoàn cảnh tồi tệ hơn gia đình Hae-in. Thế là suất hỗ trợ học sinh nghèo được giao cho bạn học đó. Ngay cả học phí học ngoại ngữ ở nước ngoài của Hae-in cũng không được trả. Khi được các bạn học hỏi về việc tham gia khóa học ngôn ngữ New Zealand, Hae-in chỉ có thể trả lời, bản thân đang phân vân là có nên đi hay không, bởi vì Hae-in nghĩ rằng việc đó chẳng giúp được gì cho cô. Trên thực tế, Hae-in đã làm xong thủ tục đăng ký tham gia, cô thực sự rất muốn đi, nhưng học phí lên tới 3 triệu 500 nghìn won, khiến cô ấy phải từ bỏ. Sáng ngày hôm sau, Hae-in đến nhà dạy kèm cho đứa con của gia đình giàu có, nhưng nữ học sinh căn bản không chịu nghe gì cả, chỉ mù quáng chụp ảnh tự sướng trong gương, nhưng trong mắt Hae-in, thấy chiếc túi đó chẳng khác gì so với chiếc túi ở dưới sàn. Lúc cô ấy xem giá tiền của chiếc túi sách, cả người bàng hoàng. Hae-in không hiểu, tại sao học sinh lại cần một cái túi 3 triệu, 5 triệu chứ? Nếu là Hae-in thì cô sẽ không dùng tiền vào những thứ đó. Lúc này nữ học sinh cũng đồng tình với ý nghĩ của Hae-in, vậy nên cô ta nói sẽ cho Hae-in một cái túi sách cũ. Hae-in thầm nghĩ trong đầu, nếu bán lại nó thì có thể kiếm được tầm 3 đến 4 triệu không nhỉ? Cô không cần à? Thấy chưa? Nếu là đồ miễn phí thì cô cũng thích còn gì? Cô buồn cười thật đấy, thậm chí còn cười nhạo Hae-in vì là người nghèo. Sau vụ này, Hae-in dường như đã bị trầm cảm. Cô cảm thấy cuộc sống không công bằng. Cô ấy từng tin rằng, dù có bất công thế nào, nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có điều thần thánh trên đời này đều điên hết rồi, người chị khuyên cô ấy, cuộc đời này rất dơ bẩn và quá đáng lắm, chỉ là chưa phát hiện ra thôi. Ngày hôm sau, Hae-in tiếp tục công việc dạy kèm của mình. Cô đã lợi dụng lúc không có ai ở trong phòng, lấy chiếc túi sách của Na Jon đeo trên người. Cô nhìn qua, thấy nó không có gì đặc biệt, vì vậy cô đã tự chụp một vài bức ảnh trong gương, sau đó đăng nó lên trang mạng xã hội. Lúc cô đang chỉnh sửa nội dung bài đăng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Na Jon. Hae-in vội đặt chiếc túi sách trở lại chỗ cũ, sau đó bỏ điện thoại của mình vào túi. Ít ai biết rằng việc làm này sẽ đem đến cho Hae-in không ít rắc rối. Kể từ lúc biết tin Hae-in sẽ không tham gia khóa ngôn ngữ ở New Zealand nữa, thái độ của bạn bè đối với cô ấy cũng thay đổi rõ rệt, bởi vì bọn họ nghe được Hae-in đã đăng ký tham gia khóa học ngôn ngữ tại New Zealand với tư cách là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ cảm thấy xấu hổ khi làm bạn với người nghèo, thậm chí còn nói Hae-in là đồ vô liêm sỉ. Thì đúng lúc này, nhà cậu giàu nứt đố đổ vách mà sao lại giả vờ không giàu thế? Hae-in vội đi vào nhà vệ sinh, hóa ra là chiếc túi 5 triệu won mà cô đăng lên trang cá nhân. Các bạn học ở trường rất ghen tị. Số lượng tương tác bài viết tăng liên tục. Lúc này hai bạn học lại cố ý làm khó Hae-in. Theo như bọn họ được biết, hoàn cảnh của Hae-in rất khó khăn, bây giờ lại đột nhiên trở thành con nhà giàu. Đúng thế, thực ra tôi là con nhà giàu đấy. Chena vì để tìm ra ai là người đã tố cáo với ủy ban trường, ép hàng loạt người vô tội nhảy xuống hồ nước trong mắt cô ta. Báo cáo chẳng là gì, nhưng xuất thân nghèo khó mới là sai lầm lớn nhất. Chena là con một của tập đoàn Hangmung. Cô ta ngủ gục trong lớp học, giáo viên bảo bạn học gọi cô ta dậy, nhưng không ai dám. Giáo viên rất tức giận, cá nhân cô đã trực tiếp đánh thức Betchena. Triết lý giảng dạy của giáo viên là thái độ học tập quan trọng hơn điểm số. Nếu đã là học sinh thì phải biết giữ phép lịch sự tối thiểu. Có điều Chena liếc nhìn giáo viên, cô đọc trôi chảy đoạn tiếng Anh mà lúc nãy giáo viên đọc. Cô biết không? Cô phát âm chán cực kỳ. Em nghe nói cô mới đến đây, một giáo viên hợp đồng, đến cái năng lực tối thiểu cũng không có, mà đòi hỏi phép lịch sự tối thiểu à? Đừng có đi qua giới hạn. Sau đó, Chena tiếp tục giấc ngủ của mình.
Ở bên này, kể từ khi Hye-in giả vờ là thế hệ thứ hai giàu có, ngày càng có nhiều người hâm mộ bao quanh cô ấy. Dưới ảnh hưởng của sự phù phiếm, cô ấy mỗi ngày đều đến sớm nơi dạy kèm, thoải mái thử đồ của học sinh phụ đạo Na-jon, chụp ảnh ngẫu nhiên trong phòng của người khác và đăng chúng lên trang mạng xã hội. Bạn học rất tò mò, tại sao Hye-in không diện đồ đến trường? Hye-in đã áp dụng những lời của người chị trước đây nói với mình để đáp lại những câu hỏi tò mò này. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ dùng tiền bố mẹ cho. Tiền tôi tiêu đều là tiền mà tôi tự làm thêm kiếm được. Vấn đề lại đến rồi, bạn học ở bên hỏi Hye-in, đống đồ hiệu cô đăng lên mạng xã hội là ở đâu ra? Việc ăn, ở, mặc thì chẳng phải là bố mẹ luôn giúp đỡ mình sao? Việc ăn, ở, mặc thì đương nhiên là bố mẹ giúp rồi. Ngoài ra thì muốn tiêu gì, tôi sẽ tự kiếm tiền tiêu. Nhưng việc mang đồ bố mẹ mua cho tới trường thì cũng không phải là chuyện gì đáng để tự hào. Với cả đó toàn bộ là đồ đắt tiền nên rất sợ mất. Bạn học đề nghị Hye-in đăng nhiều ảnh hơn trên mạng xã hội. Nếu có trên 10.000 lượt theo dõi thì có thể nhận rất nhiều quảng cáo, mỗi tháng có thể kiếm được 3-4 triệu. Nghe những lời nói này, Hye-in rất thích thú. Nhưng rất khó để tăng lượt theo dõi chỉ bằng cách chụp ảnh quần áo. Vậy nên cô đã lẻn vào phòng ngủ chính. Sau một lúc tìm kiếm, cô chăm chú ngắm nhìn đồ trang sức đắt tiền. Cháu đang làm gì thế? Hye-in lấy cớ đi vệ sinh, nhưng vì thấy ở đây đẹp nên cô vào đây ngắm một tí. Người giúp việc cũng không nghi ngờ gì, chỉ bảo cô ấy mau rời khỏi đây. Thì đúng lúc này, Hye-in thoáng thấy đồng phục dành cho trường trung học trong giam. Hye-in nảy ra một ý tưởng, bộ đồng phục này được may thủ công bằng vải chất lượng cao. Phu nhân đã đặt lịch từ một năm trước ở một nhà may cao cấp, xem ra bộ đồng phục này rất có giá trị. Tuy nhiên Hye-in đã lén mang nó trở lại phòng của Na-jon. Do kích cỡ không vừa nên Hye-in mặc nó có đôi chút chật. Sau đó cô đã chụp một vài bức ảnh đẹp rồi đăng bài lên mạng xã hội. Nội dung được viết là, hay là mình cũng chuyển trường luôn nhỉ? Sau khi thành công đăng tải bức ảnh, Hye-in ngay lập tức trở về với thực tế. Nhìn xung quanh căn phòng, đột nhiên giọng Na-jon vang lên. Bởi vì cô nghe nói đồng phục học sinh đã được đem về nhà, cô muốn thử nó. Có điều Hye-in không thể cởi nó ra. Na-jon đã tìm kiếm xung quanh căn phòng nhưng vẫn không thể tìm ra nó. Ngay khi cô ấy chuẩn bị đi ra khỏi phòng, âm thanh của điện thoại phát ra từ phía sau. Na-jon nhặt điện thoại lên xem, đa số đều ca ngợi sự giàu có của gia đình Hye-in. Na-jon chưa bao giờ nghe đến cái tên này bao giờ. Vì tò mò nên cô kích vào xem thử, mới biết Hye-in là gia sư Son Chu của cô, và những bức ảnh đó đều được chụp trong phòng cô. Thời điểm này Hye-in không thể trốn tránh được nữa. Sau khi cô giải thích tình hình, cầu xin Na-jon đừng nói cho phu nhân biết chuyện này mà hãy nghĩ đến tình cảm suốt thời gian qua. Na-jon nghĩ về điều đó và sẵn sàng đồng ý. Tuy nhiên, vì để bồi thường cho việc làm sai trái của mình, Hye-in phải làm bài tập về nhà cho Na-jon. Đồng thời cô như một công cụ mua sắm cho Na-jon, có lúc phải tăng ca, khối lượng công việc ngày càng tăng. Không chỉ hoàn thành mỗi bài tập về nhà của Na-jon mà còn phải làm cho bạn học cùng lớp của cô ta. Ngày hôm nay, Hye-in bận rộn với kỳ thi giữa kỳ, đã nhận được một cuộc gọi từ Na-jon, cho biết mình đã để quên bài dàn ý cho buổi phỏng vấn. Mẹ thì không nghe máy, cô giúp việc thì đang trong kỳ nghỉ. Na-jon đe dọa Hye-in, nếu như cô không thể phỏng vấn và rớt kỳ thi tuyển thì sẽ nói cho mẹ mình nghe những lời dối trá của Hye-in trong suốt thời gian qua. Nhưng kỳ thi này cũng rất quan trọng đối với Hye-in. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hye-in quyết định từ bỏ kỳ thi và lấy tài liệu chạy đến chỗ Na-jon. Tuy nhiên, đó chỉ là trò chơi mà Na-jon đang thể hiện trước mặt các bạn học cùng lớp. Nhưng mà gọi Hye-in đến vào ngày thi giữa kỳ thì đúng là có chút khốn nạn thật. Ai bảo chị ta sinh ra như thế chứ? Nhờ tôi mà chị ta mới được vào thăm trường quốc tế trong giam đấy. Khả năng sử dụng người của Na-jon tốt thật đấy. Nhìn thấy Hye-in thở hổn hển, Na-jon cho biết sẽ nói chuyện với mẹ để chuẩn bị thêm tiền thưởng cho Hye-in. Thậm chí cô ta còn ngẫu nhiên ném dàn ý phỏng vấn vào thùng rác. Lời trách mắng của giáo viên và của Na-jon, những lời trêu chọc đó cứ đan xen vào tai của Hye-in, khiến cô ấy khóc thảm thiết. Cậu có muốn dùng cái này không? Điều đáng chú ý ở đây là tên của hai người bọn họ rất giống nhau. Ngay khi Hye-in chuẩn bị rời đi, cô thấy một tờ ghi chú được dán sau lưng cô gái. Hóa ra cô ấy cũng xuất thân từ một gia đình thu nhập thấp. Sự tức giận của Hye-in ngay lập tức bốc cháy, đi đến địa điểm phỏng vấn của Na-jon, trực tiếp lấy xô nước đổ lên đầu cô ta. Là giấc mơ hay sự điên loạn thì cũng phải có nhân cách trước đã. Chena không tìm ra người tố cáo là ai, bạn học nam này đã trở thành đối tượng chút giận của cô ta. Cuối cùng nam học sinh bị đuổi học. Ngay khi nam học sinh rời khỏi trường, Hye-in vội chạy đến gọi anh ấy lại. Cô ấy không hiểu người báo cáo về hành vi bạo lực học đường rõ ràng không phải là nam học sinh, tại sao lại không giải thích? Bạn học hiểu rằng, ngay cả khi có giải thích thì kết quả vẫn vậy. Sau khi nam học sinh rời đi, Hye-in nhận được một cuộc gọi. Cô bày tỏ, dù đã giao nộp rất nhiều chứng cứ nhưng tại sao lại không có biện pháp nào với học sinh bắt nạt vậy? Tuy nhiên người đứng đầu trường học nói với cô ấy, chuyện đó đã tiến hành điều tra, nhưng chuyện này có vẻ cũng không phải vấn đề gì lớn. Còn chưa đợi đối phương nói xong, Hye-in đã cúp máy. Cô ấy đứng nhìn một lúc, nghi ngờ chính mình, thậm chí còn nghĩ rằng Chena đúng, nghèo là sai lầm lớn nhất. Ngày hôm sau, Hye-in xé miếng dán chế giễu trên lưng Hye-in, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh một cách giận dữ. Trên đường đi cô gặp Chena, cậu có biết nơi phỏng vấn nhập học không? Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? Có biết tôi là ai không? Hye-in nghĩ cô gái này bị điên. Một lúc sau, Hye-in đã mang một số nước đến quầy thông tin. Cô hỏi chỗ phỏng vấn học sinh nhập học ở đâu. Hai tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ bối rối trước những gì cô ấy nói.
Có điều bọn họ vẫn nói cho Hae-in biết. Na-jeon, người bị ướt sũng, hét lớn lên, sẽ mách với mẹ. Cô nói dối rằng mình là sinh viên đại học Hàn Quốc. Cô nghĩ đây là đâu mà dám hất nước chứ hả? Cô đã quyết tâm hủy hoại cuộc đời đứa con gái quý giá của tôi chứ gì? Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô sao? Đồ khốn lừa đảo, đồ khốn nạn này. Hae-in vén tóc lên, cô ấy vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này chủ tịch đi đến, ngăn chặn hành vi của mẹ Na-jeon, đồng thời cũng nói với cô ta, buổi phỏng vấn đã loạn hết lên, nếu còn muốn gây chuyện nữa thì đi ra khỏi trường rồi hẵng làm. Mẹ Na-jeon cũng cố gắng giải thích con gái mình là nạn nhân, tuy nhiên chủ tịch không muốn lắng nghe. Ông cho biết ở trường học quốc tế trong giam cũng không thể tha thứ được cho sự ồn ào, việc đã xảy ra ở buổi phỏng vấn sẽ được phản ánh trong kết quả nhập học của học sinh Na-jeon. Mẹ của Na-jeon nghe những lời này, ngay lập tức cảnh cáo Hae-in, dù Hae-in có luật sư hay mối quan hệ gì đi nữa, thì cứ đưa đến, cô ta sẽ khiến cho cuộc đời của Hae-in cũng sẽ bị như thế này. Rất nhanh giáo viên của Hae-in đã biết về chuyện này, học sinh làm giả hoặc làm sai lệch giấy tờ, và sử dụng cho các mục đích không trong sáng, thậm chí có thể bị đuổi học chỉ trong một ngày. Mà cái nhà đó đã gọi biết bao cuộc để khiếu nại với ban giáo vụ. Dù sao thì nếu chuyện cô lấy trộm đồ là sự thật thì bị đuổi học là điều đương nhiên. Giáo viên đề nghị Hae-in nên đến nhà đó quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Chẳng mấy chốc, tin đồn Hae-in giả làm thế hệ thứ hai giàu có đã lan truyền trong trường. Các bạn học chế giễu Hae-in không biết xấu hổ, ngay cả bạn thân bây giờ nhìn cô ấy cảm thấy phát tởm. Ở bên này, cặp đôi ở trường trung học trong giam đang xem các bài đăng trên trang cá nhân của Hae-in, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy Hae-in xuất hiện ở trường. Sau khi xem qua các hình ảnh của Hae-in, người đàn ông đoán rằng Hae-in có thể đang giả mạo danh tính. Nếu biết trên biết thì rất đáng xem đấy. Cậu ta rất ghét loại lấy tên trường ra làm phong bạt mà. Không phải ghét mà là thấy lố bịch. Những đứa xuất sắc thật thì đã không lộ liễu rồi. Chena muốn xem mặt mũi con bé lố bịch đó. Kết quả là khi cô vừa cầm điện thoại xem, Chena cảm thấy khuôn mặt người này rất quen. Có điều một vài giây sau, tài khoản đã bị khóa lại. Đồng thời lúc này, vấn đề Hae-in giả làm thế hệ thứ hai giàu có đã trở thành một chủ đề thảo luận của các bạn học trong trường. Lúc này Na-jeon gửi cho Hae-in một tin nhắn, cho biết mẹ của mình sẽ kiện cả người chị Son-chu đã cho Hae-in mượn thẻ sinh viên, lo mà dốc hết tài sản để giải hòa đi. Hae-in cảm thấy thật quá đáng. Cô lấy cặp sách của mình và chuẩn bị rời đi thì bị bạn học kéo lại. Dù có rời đi thì không phải cậu nên xin lỗi các bạn à? Tôi đã phạm tội chết vì đã giả vờ giàu, mặc dù nghèo rất mồng tơi. Được chưa? Hae-in quyết định nói chuyện với chủ tịch trường trung học quốc tế trong giam. Cô ấy xin lỗi vì đã gây rối trong cuộc phỏng vấn, xin nhà trường xem xét lại việc nhập học của Na-jeon. Bởi vì dù cô có quỳ lạy cái nhà đó thì họ cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu Na-jeon không thể nhập học, vậy tức là lời xin lỗi của em không đủ chân thành phải không? Hae-in vội giải thích, đúng là mình đã sai, nhưng cô học rất giỏi, luôn được đánh giá tốt trong học bạ. Mặc dù cô có phát điên trong chốc lát, nhưng thời gian qua cô đã sống rất tử tế. Nếu như bị đuổi học, bị buộc tội trộm cắp, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới người thứ ba vô tội, thì đó sẽ là hình phạt quá nặng nề. Cô hy vọng chủ tịch có thể bỏ qua lần này. Đúng một lần này, coi như cứu lấy một cô bé học sinh tội nghiệp, học hành giỏi giang nhưng vẫn còn khờ khạo quá. Chủ tịch hỏi Hae-in, cứu giúp học sinh đáng thương thì đem lại lợi ích gì? Nếu chỉ vì nước mắt của Hae-in mà ông cho Na-jeon nhập học, thì chắc là sẽ kiếm thêm được vài chục triệu. Nhưng nếu Hae-in là đứa thông minh, thì phải biết tính toán kỹ lưỡng. Chỉ vì kiếm thêm vài đồng tiền lẻ, mà lại nhắm mắt cho qua tình huống khó coi. Mà biết bao nhiêu phụ huynh học sinh đã chứng kiến ở nơi diễn ra văn phòng, thì làm gì con bố mẹ nào dám cho con mình vào học nữa. Chủ tịch khuyên Hae-in, lần này cứ coi như là một lần học hỏi đi. Dù cô có cố gắng hết sức thì vẫn có những thứ không thay đổi, như vậy thì mới có giá trị. Nói xong, ông điện thoại cho trưởng phòng Jun, yêu cầu tiễn Hae-in ra ngoài. Trước khi rời đi, Hae-in đi vào nhà vệ sinh nữ ở tầng 1, bày tỏ sự không hài lòng, khóc lớn tiếng trong nhà vệ sinh. Tình cờ là So-mang cũng ở trong đây, anh rất hoảng sợ và trốn trong đó, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hae-in rời đi. Anh nghĩ đến việc lẻn đi trong lúc cô ấy không chú ý đến. Cậu làm gì đấy? So-mang vội vàng giải thích, anh chỉ đi vào đây hút thuốc. Đồng thời ở trường không có ai chui vào nhà vệ sinh nữ ở sảnh chính tầng 1, bởi vì năm ngoái có một nữ sinh đã sinh con tại đây. Hai người sau đó mới nhận ra đã gặp qua ở quầy thông tin. Ngay sau đó, Hae-in rời khỏi trường trung học trong giam. Tuy nhiên đến tối, cô ấy đã trèo rào. Hóa ra Hae-in quay lại trường là muốn gặp mặt chủ tịch một lần nữa và cầu xin sự tha thứ. Sau khi được So-mang cung cấp thông tin, Hae-in ngồi xổm một bên và bắt đầu chờ đợi. Không may là chủ tịch đã rời đi trên một chiếc ô tô khác. Hae-in vẫn chưa biết chuyện, cô cứ ngủ thiếp đi. Đợi cho đến khi cô mở mắt ra, đã hơn 2 giờ sáng. Cô quyết định đi đến ô tô xem thử có chuyện gì đang xảy ra không. Cô quay lại và nhìn thấy một nữ sinh bị rơi từ trên cao xuống. Và nữ sinh này chính là Hae-in. Hae-in ngước mặt nhìn lên, dường như có ai đó ở phía trên đang nhìn cô ấy. Trưởng phòng Jun gọi điện báo tin cho chủ tịch, có vẻ như Hae-in không tự sát. Việc đầu tiên mà chủ tịch nghĩ đến không phải là trích xuất camera và điều tra, mà là bảo trưởng phòng Jun, chuyện ngày hôm nay nhất định phải được xóa sạch như chưa có gì xảy ra. Hãy kết thúc mọi chuyện bằng việc nói rằng Hae-in tự sát do căng thẳng học hành. Dù sao thì ở đất nước này, số lượng học sinh tự sát do học hành thi cử đâu chỉ có 1-2 người. Chuyện này càng chẳng đáng để viết báo. Có điều rắc rối là
Có một nhân chứng tại hiện trường, dù He-in đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng sau tất cả, cô cũng chỉ là một học sinh. Tác động lớn của vụ tai nạn khiến cô ấy có đôi chút mất bình tĩnh. Nhưng có một điều chắc chắn là, có một ai đó ở trên tòa nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, He-in trở về nhà, thấy mẹ Na-jon đang đứng ở phía trước đợi cô. Cô ta không chỉ rút đơn kiện, mà còn tặng cho He-in một món quà lớn. Hóa ra mẹ của Na-jon từ chủ tịch của trường trung học trong giam, biết được nhờ vài lời của He-in mà ông ấy đã đồng ý xem xét lại việc cho Na-jon nhập học. Cô ta lầm tưởng mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân thiết, vậy nên nhờ He-in hãy nói tốt với chủ tịch về Na-jon. Sau khi đi vào phòng, lúc cô đang sạc điện thoại của He-in, một tin nhắn thu hút sự chú ý của cô. Nội dung rất giống với những gì mà cô đã nói với chủ tịch vào ngày hôm qua. Vì vậy He-in đã gọi lại số điện thoại đó. Tuy nhiên nội dung của cuộc trò chuyện vẫn chưa được tiết lộ. Ở bên này, nam học sinh bị đuổi đã chạy đến bệnh viện thăm He-in. Từ mẹ của He-in, biết được He-in vẫn chưa chết, nhà trường thông báo là tự sát do áp lực học hành. Ngoài ra còn có một bạn học từ trường trung học trong giam cũng đến thăm He-in, nghe đâu là bạn thân nhất ở trường. Nhưng nam học sinh hiểu rằng He-in không thể nào có bạn thân ở ngôi trường đó. Lúc này tại trường học, Seo Jo-eun nhìn chăm chú vào chỗ He-in rơi xuống, dường như có chuyện gì đó. So-mang đang giới thiệu trường học cho học sinh mới đến. Ở trường này có những thứ bậc không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Cấp bậc học sinh được phân hạng triệt để theo tài sản của bố mẹ. Những học sinh trong danh sách thường bị bắt nạt đa số là học sinh thuộc hộ có thu nhập thấp, và Bethena, người được xếp hạng nhất, rất ghét kiểu hành vi này. Này, chỉ cho tôi xem tên tôi ở đâu. Gia đình cô gái bị bắt nạt chỉ quyên góp 100 triệu won. Hóa ra vị trí của tôi ở đó. Nhưng mà cậu đứng trước cái bảng này để khoe mẽ thì có phải là hỏi vẽ mặt rồi không? Có người sẽ thắc mắc tại sao trường học này lại tiếp nhận các học sinh thuộc hộ thu nhập thấp. Đó là vì bộ giáo dục yêu cầu nghiêm ngặt, bọn họ muốn mỗi năm tăng 3-4%, tức là mỗi lớp sẽ thêm 3 học sinh. Trên thực tế, chủ tịch cũng rất đáng lo ngại những đứa học sinh nhà giàu quyền lực sẽ bắt nạt các học sinh nghèo. Nhưng thái độ của ông ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Có điều danh sách các học sinh thu nhập thấp được Jo-eun nhặt lấy. Trong lúc giáo viên đang nói về vụ tai nạn thương tâm của He-in, Chena cảm thấy cô ấy đáng chết. Nếu chỉ để phòng tránh thì cô nghĩ đến đây là đủ rồi. Đồng thời lúc này, He-in trở lại lớp học và thu dọn đồ đạc. Người có quan điểm chính trực trong bộ phim này đã xuất hiện. Cho đến cuối cùng thì cậu vẫn không biết mình sai ở chỗ nào nhỉ. Việc một người nghèo nói dối là mình giàu thì không sai, nhưng việc cậu nghĩ rằng nghèo khó là nỗi nhục thì chính là hành vi sai trái và đáng xấu hổ đấy. Nữ học sinh này thú nhận gia đình mình không khá giả cho lắm, nhưng cô chưa một lần nào cảm thấy xấu hổ. Có ai hỏi đâu mà cậu trả lời. Bệnh hoạn thật đấy. Sau khi He-in rời đi, nữ học sinh kia nghe được tin He-in sẽ chuyển đến trường trung học quốc tế trong giam. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao. He-in tự tin bước đi, vui vẻ rời khỏi trường học. Đến tối, cô xin nghỉ làm tại cửa hàng tiện lợi, bởi vì việc làm thêm không phù hợp với học sinh học tại trường trung học quốc tế trong giam. Cô cũng nói cho người chị của mình biết về việc mình chuyển trường. Hóa ra chủ tịch đã hứa với He-in sẽ được ưu ái và trợ cấp đầy đủ, thậm chí còn tài trợ học phí, có cơ hội đi du học miễn phí ở mỗi kỳ. Cô nghĩ đây là cơ hội duy nhất trong đời mình để có thể thay đổi số phận. Có điều người chị rất tò mò, rốt cuộc em và chủ tịch đã giao dịch cái gì vậy? Tại sao cơ hội đổi đời có 102 đó lại đột nhiên đến với em vậy? Đôi mắt của He-in rõ ràng là không tự nhiên. Cô nói với người chị là đúng lúc đang có một suất dành cho học sinh được cơ hội giáo dục bình đẳng. Sau đó cô thay đổi chủ đề, mời người chị đi ăn thịt nướng, nói rằng đây có thể là lần cuối cùng hai người ăn tối với nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà trường đích thân gửi đồng phục cho He-in. Khi mặc nó lên người, He-in vô cùng hạnh phúc. Sau đó, He-in đi đến trung tâm thương mại, cô mua sắm trong một cửa hàng sang trọng. Cô ngay lập tức phải lòng đôi giày Maizichen giống như của Na-jon, và đã mua nó giá 1.450.000 won. Có điều He-in luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng khi nhìn lại thì cô không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô cũng không quản nhiều, đi loanh quanh một lúc, He-in vô tình va chạm với một người phụ nữ. Người phụ nữ nói lời xin lỗi rồi quay người rời đi. He-in vội đi vào nhà vệ sinh để lau hộp đựng giày. Cô kiểm tra xem đôi giày có bị ướt không. Thì đúng lúc này, cô nhìn thấy một tờ ghi chú trong chiếc túi. Ghi chú cho biết đồng phục học sinh mặc với cái giá là giết người. Rất hợp phải không? He-in sững sốt, cô nhớ lại người phụ nữ đội mũ lưỡi chai vừa rồi. Cô vội lao ra khỏi nhà vệ sinh và để quên đôi giày đắt tiền trong đó. He-in tìm mãi vẫn không thấy người phụ nữ đó. Nhưng cô không nhận thấy người đó đang nhìn chằm chằm vào cô cách đó không xa. Cô lúc này mới nhớ đến đôi giày của mình, ngay lập tức quay lại nhà vệ sinh, nhưng hộp giày sớm đã không thấy ở đâu nữa. Đúng lúc này, có một người đi đôi giày giống hệt bước vào. Người này là Chena. He-in nhầm tưởng rằng Chena đã trộm giày của mình. Này, chuyện gì vậy? Tôi phải nói cậu câu đó mới phải. Chena nhìn thấy đồng phục của trường mình, hôm nay tâm trạng cô không tốt. Nói xong ném khăn giấy lau tay lên mặt He-in. Cái đồ ăn mày. Ngọn lửa của He-in ngay lập tức đốt cháy. Cô giật lấy tóc của Chena, la hét thứ như Chena còn chẳng đáng vào tù bóc lịch. Chính tay cô sẽ dạy cho Chena biết thế nào là biết điều. Biết Chena đang mua sắm tại một cửa hàng sang trọng, cô giáo đột ngột đi vào. Chena thậm chí còn không thèm nhìn, thật là xui xẻo. Một năm tôi đốt bao nhiêu tiền vào đây, thế mà ai cũng lui tới đây được à? Ngay khi Chena định rời đi với đôi giày mới mua, nhưng bị cô giáo giữ lại. Hóa ra cô giáo này quyến rũ bố của Chena, nhưng bà ta không hề cảm thấy có lỗi với mẹ của Chena, bởi vì bố mẹ cô ấy xa cách không phải lỗi của bà ta.
thậm chí miệng luôn nói không có hứng thú đến công ty hay tài sản, và cũng không quan tâm bố cô là chủ tịch của tập đoàn Han Mung. Đó chỉ là tình yêu thương giữa con người với con người. Chena xem chiếc váy mà cô giáo chọn, cô liếc nhìn giá, nhận thấy giá trị chiếc váy còn cao hơn lương giáo viên của bà ta, ở đó đóng vai nạn nhân cho ai xem. Có biết tại sao tôi lại coi thường loại người như gì không? Thà rằng nói thẳng là cần tiền thì tôi còn rủ lòng thương, cái loại nghèo hèn, đã vậy còn tự trọng cao. Nói xong, cô bỏ đi không ngoảnh lại, cô giáo tức giận, không nói nên lời, lúng túng đứng yên, nhưng đi được vài bước, bố của Chena gọi điện đến, cô đoán rằng là cô giáo đã mách lẻo với bố. Chena nổi điên lên và không muốn về nhà, cô vứt đồ lại, rồi bỏ đi, thực ra cô đi vào nhà vệ sinh, âm thầm chút bầu tâm sự. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô đi ra ngoài rửa mặt thì gặp ngay Hae-in đang tìm đôi giày. Có điều Hae-in hiểu nhầm rằng Chena đã lấy trộm đôi giày cô vừa mới mua. Hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh, cuối cùng Hae-in chiến thắng, cưỡng bức lấy đôi giày ra khỏi chân Chena. Chuyển cảnh, Hae-in mang đôi giày trở lại cửa hàng và hỏi hộp đựng giày, nhưng nhân viên cho biết hộp đóng gói hàng hiệu rất đáng giá và nó đã bị từ chối với lý do ngăn cản ai đó bán đồ cũ. Hae-in chỉ có thể sử dụng túi ni lông bọc đôi giày và mang nó về nhà, còn Chena thì đi chân trần trở về nhà với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng vù. Do Ưn bí mật lẻn vào phòng làm việc của chủ tịch, anh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng mật khẩu két sắt bị sai nhiều lần. Ngay khi anh rời đi, vô tình nhìn thấy thông tin tuyển sinh đặc biệt ở trên bàn. Cái tên Hae-in đã thu hút sự chú ý của anh, nhưng ngay khi anh vừa bước ra khỏi văn phòng, đụng phải chủ tịch đang đi tới, con tìm sách để đọc thêm. Hóa ra hai người bọn họ là bố con, chủ tịch nói với con trai, ngài mục sự có vẻ không vui, vì hình như do mang lại gây rắc rối. Ông nhắc nhở con trai không được chọn bừa bạn, do Ưn chỉ có thể đồng ý. Trên thực tế, anh sớm đã bí mật chụp lại thông tin của Hae-in. Sáng ngày hôm sau, Hae-in đi đôi giày cướp từ Chena đến trường học, cuối cùng cũng đã vào được môi trường mơ ước của mình. Nơi đây nhìn như một thế giới hoàn toàn mới, nhưng sau một vòng tham quan quanh trường, cô chợt nhận ra mình chỉ là chú ếch ngồi đáy giếng. Đồng thời lúc này, hai học sinh này chuẩn bị làm chuyện riêng tư thì Chena bất ngờ đi vào, bực cả mình, tôi cần tìm một người, cứ đợi đó, tôi sẽ biến trường học thành địa ngục của cậu. Lúc này Hae-in đã hoàn thành xong thủ tục nhập học, đúng lúc cô và So-mang gặp lại nhau tại văn phòng. Hae-in không có ấn tượng tốt về So-mang, cô chỉ muốn rời đi, nhưng bị So-mang giữ lại. Đột nhiên Do-eun cũng nắm tay Hae-in, So-mang chế giễu Do-eun, vì là người thừa kế của quỹ trong tre, nên tưởng mình là bạch mã hoàng tử à? Nếu đã là kim cương, thì anh ấy nên đi kiếm nữ hoàng để chơi cùng thì hơn. Điều bất ngờ là Do-eun đã nắm tay Hae-in, người anh không quen biết, rời đi trước mặt mọi người, hai người đi ra ngoài sân trường, trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó Hae-in đi đến tòa nhà giảng dạy. Lúc rẽ vào một góc, cô bất ngờ đụng phải một nữ học sinh. Cô cảm thấy cảnh này quen quen, nhưng không có thời gian để nghĩ về nó. Rồi cô nhận thấy mọi người đang tránh né mình, thì thầm điều gì đó. Hae-in bị sốc khi mở tủ đựng đồ ra, cả đôi giày và hộp đựng giày đều ở bên trong. Cô hoảng sợ, ngay lập tức đóng cửa tủ lại. Lúc đi đến lớp học, cô đã bị vấp ngã bởi ai đó ở ngay cửa. Gì vậy? Người khác bị ngã mà các cậu chỉ đứng đó nhìn thôi sao? Tên béo cẩn thận so sánh bức ảnh, chắc chắn người mình đang tìm kiếm chính là Hae-in. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc Hae-in ghê gớm đến mức nào mà lại đánh nữ hoàng của bọn họ ra nông nỗi đó. Ngay khi các học sinh muốn bắt nạt Hae-in, cô ấy đột nhiên bỏ chạy khỏi đó, rồi chạy đến văn phòng của chủ tịch. Cô hỏi chủ tịch có phải đã biết tất cả nhưng vẫn muốn cô nhập học. Sao cơ? Các người giả vờ về chuyện trao học bổng, sau đó vẽ ra cái cơ hội bình đẳng kia mà. Thầy định chịu trách nhiệm thế nào với em đây? Chủ tịch nở một nụ cười, hỏi Hae-in nhờ ai mà cô mới được vào đây học. Hóa ra ngày hôm đó cô nghe điện thoại, chủ tịch đã cho Hae-in một đề nghị. Cô hoàn toàn có quyền lựa chọn để thay đổi cuộc đời tăm tối hiện tại. Lúc cảnh sát lấy lời khai, Hae-in đã khai rằng không thể nhận ra thủ phạm. Đổi lại Hae-in đã ký vào giấy nhập học. Bây giờ chủ tịch đề xuất Hae-in trở lại trường cũ. Tuy nhiên Hae-in không đồng ý. Cô chỉ muốn chủ tịch giúp mình trong hoàn cảnh nguy hiểm lúc này. Chủ tịch cho cô một cơ hội lựa chọn, một là nắm lấy cơ hội tốt và bước ra đó, hay là sẽ quay lại cuộc sống cũ dù cơ hội đã dâng tận miệng. Theo suy đoán Hae-in sẽ chọn ở lại đây. Cô ấy ném đôi giày ra ngoài cửa sổ, rồi cả người chui ra, tình cờ gặp Chena. Hóa ra tất cả những điều này là kế hoạch trả thù của cô ấy. Hae-in sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhưng bị Chena tóm lại. Một khi đã đụng đến vết Chena này, thì cậu xong đời ở cái trường này rồi. Hae-in nghe thấy cái tên này, điều này khiến cô nhớ lại lúc mình còn làm việc tại cửa hàng tiện lợi, đã từng nhìn thấy một bài viết, nhân vật tuổi teen nào có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Đương nhiên là vết Chena, con gái của tập đoàn Han Mung, cậu tới số rồi. Hae-in nhanh chân bỏ chạy lúc mọi người không để ý. Không biết vì chưa quen với ngôi trường này hay vì quá bỡ ngỡ, cô đã chạy đến ngõ cụt, ngay khi cô đang lo lắng, không biết phải làm sao. Hóa ra người cứu cô ấy là Si-eun. Cô thấy Hae-in đi chân trần, tốt bụng lấy ra đôi giày bẩn ở trong tủ. Trên thực tế, Si-eun biết về Hae-in thông qua các trang của trường, sau đó giới thiệu cho Hae-in biết sơ lược về hệ thống phân cấp của trường. Biết Chena đúng như quý tộc, không ai dám đối đầu lại những đứa được gọi là kim cương cả. Nói thẳng ra thì chúng ta khó mà có tiếng nói lắm. Si-eun cũng tiết lộ, dù không phải là biết Chena, nếu vào trường này bằng cơ hội bình đẳng thì cũng sẽ bị bắt nạt. Điều này khiến Hae-in cảm thấy hơi tuyệt vọng. Nhưng bù lại, cô cảm thấy Si-eun là người duy nhất có suy nghĩ đúng đắn.
đột nhiên Hae-in nhớ đến một người nữa, vậy nên cô phải rời khỏi đây trước. Tuy nhiên ngay khi cô ấy rời đi, biểu cảm trên gương mặt Si-eun thật khó đoán. Các bạn học lúc này đang tìm kiếm Hae-in. Hae-in chỉ có thể trốn trong góc và nhắn tin cho Do-eun để được giúp đỡ. Có điều cô đã bị các bạn học phát hiện. Rất nhanh Hae-in đã bị chặn ở giữa hành lang. Hae-in cầm điện thoại và nói với các học sinh đây là hành động bạo lực học đường. Nếu còn dám bước tới, cô sẽ quay video và đăng lên mạng. Tuy nhiên các học sinh không sợ hãi chút nào, ngược lại cười rất tươi. Những thứ đó chỉ đáng sợ với những đứa sống dưới đáy của xã hội như cậu thôi. Cứ thử làm tới đi, cậu sẽ hiểu được thế gian này phiến diện và thiếu công bằng thế nào. Nhìn thấy người này đang tiến lại gần mình, Hae-in đau lòng nhảy xuống từ tầng 2. Các học sinh không ngờ Do-eun đã đỡ Hae-in, anh ấy đã cẩn thận đặt tay dưới đầu Hae-in. Các học sinh đều sững sờ, không hiểu sao Do-eun lại làm vậy. Đồng thời lúc này, Chena cũng biết được tin. Cô lẩm bẩm, tên Yeon Seo Do-eun đó đã làm gì cơ? Bây giờ cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Sau khi cúp máy, cô nhớ lại những gì cô giáo đã nói trước đó. Giống như những gì Hae-in nói, điều đó đối với cậu là tội chết sao? Mỗi tháng một lần Chena sẽ về nhà dùng bữa tối với gia đình. Nhưng cô giáo cũng được mời. Chena rất buồn về điều đó, không muốn ăn với người ngoài không liên quan đến mình. Không biết là cố ý hay vô tình, cô giáo để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Bà ta giả vờ thông báo cho Chena biết, mình đang mang thai, em bé được 12 tuần rồi. Buổi gặp mặt hôm nay cũng là do bà ta nhờ chủ tịch sắp xếp, dù sao thì sắp cũng trở thành người một nhà rồi. Chena nghe những lời này, cô tức giận, đóng sầm cửa lại và rời khỏi đó. Do-eun ở bên này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Hae-in, lý do rất đơn giản. Anh ấy là con trai của chủ tịch, nó chỉ xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, vậy nên anh cẩn thận đặt miếng băng cá nhân lên vùng bị thương ở ngay chân Hae-in. Này, tôi thích Kim Hae-in, bởi vì trong tiếng Hàn, phát âm tên của Hae-in và Hae-in bị đẩy từ trên sân thượng xuống giống nhau, nên Hae-in hiểu lầm lời nói của Do-eun. Trên thực tế, khi cô còn nhỏ, cô đã không thích chuyện tình lọ lem cưới hoàng tử, mà chỉ ước mình được giàu có. Nhưng bây giờ cô hiểu rằng, nếu như kết hôn với hoàng tử, sẽ tự nhiên trở thành người giàu, cậu thích là được rồi. Thực ra Do-eun chỉ muốn biết ai đã giết Hae-in. Nếu tôi tiết lộ cho cậu, thì cậu sẽ giúp gì cho tôi? Sáng ngày hôm sau, Hae-in bất ngờ bước xuống từ xe của Do-eun, hai người họ nắm tay nhau, trông rất thân thiết, nó làm dấy lên rất nhiều cuộc thảo luận giữa các sinh viên. Hae-in có vẻ rất thích kiểu quan hệ này. Ngay sau đó, có ba bạn học cùng lớp đến gần cô. Khi Hae-in được hỏi có quan hệ gì với Do-eun, không ngờ cô ấy thú nhận mình và Do-eun đang hẹn hò. Hóa ra ngày hôm qua, Hae-in nhận ra rằng Do-eun thích Hae-in kia, cả hai người đeo vòng tay đôi. Nói cách khác, thì ngay từ đầu Do-eun đã tiếp cận cô đều là có mục đích. Do-eun cũng tiết lộ, mình đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Hae-in và bố anh, vậy nên anh muốn Hae-in nói cho mình biết ai là hung thủ thực sự. Tuy nhiên Hae-in đã không tiết lộ ngay, thay vào đó, ra điều kiện, cô phải nhìn xem Do-eun làm được gì đã. Hae-in trở lại lớp học, ba người bạn cùng lớp dường như cũng thay đổi thái độ, đề nghị hòa thuận với nhau. Hóa ra Do-eun được xem là viên kim cương, bởi vì hai người đang hẹn hò nên bọn họ không muốn thù địch lẫn nhau. Xét cho cùng lợi nhuận là điều quan trọng nhất, Hae-in cũng đồng ý, cô cảm thấy không nhất thiết phải gây thù chuốc oán. Người này cho biết thứ 6 tuần này sẽ có bữa tiệc giống như câu lạc bộ, mà chỉ dành cho nữ sinh tham gia, đa số đều xuất thân từ những gia đình đã được chứng minh có một số tài sản nhất định. Tập hợp lại, đó là một kiểu giao lưu xã hội, để chính thức lập mối giao tình. Hae-in hỏi tại sao lại kêu cô tới đó. Dựa vào cơ hội bình đẳng như Hae-in, đáng lẽ không được mời tới, nhưng vì cô đang hẹn hò với viên kim cương hạng nhất Do-eun, đó là lý do tại sao Hae-in lại có đặc quyền này. Sau đó, Hae-in đã nói chuyện này cho người chị của mình biết. Người chị thuyết phục cô ấy tham gia, hãy làm thân với mấy đứa thừa kế doanh nghiệp, cơ hội quý như vàng để tiếp xúc với họ bằng cách nào đó. Em hãy đến bữa tiệc đó, dù không biết sẽ gặp chuyện kinh tởm hay đê tiện gì, nhưng hiện thực sau này em sẽ sống sẽ càng kinh tởm và đê tiện hơn đó. Đừng có quên điều đó. Trên thực tế Hae-in cũng muốn đi, nhưng cô không có cái váy nào để mặc cả. Người chị ngay lập tức nghĩ đến một người, không sai người đó chính là Na-jeon. Na-jeon không hiểu sao người như Hae-in lại có thể nhận được thiệp mời. Bởi vì các điều kiện về tư cách vô cùng phức tạp, nên không có thông tin lọt ra ngoài. Na-jeon có thể cho Hae-in mượn váy, nhưng đổi lại Hae-in phải kể lại từng chi tiết ở đó cho cô nghe sau. Hae-in muốn đưa cho Na-jeon một ít tiền để cảm ơn, nhưng Na-jeon rất hào phóng, cô không cần tiền, chỉ cần giữ chiếc váy sạch sẽ, rồi trả lại cho mình là được. Không quên nhắc nhở Hae-in, váy dự tiệc có giá trị tính theo đơn vị nghìn. Rất nhanh Hae-in đã đi đến bữa tiệc, mức độ sang trọng ở đây ngoài sức tưởng tượng của cô ấy, ngay khi cô đang cầm ly rượu, chuẩn bị uống nó. Dù nó là đồ miễn phí, nhưng mà không phải cậu nhận ly rượu quá nhanh rồi sao? Lúc này có một bàn tay đưa ra trước mặt Hae-in, cô gái này là Jun-hee, nay cô ta đến bữa tiệc này thay mặt cho một ai đó. Hae-in không nghĩ nhiều, nắm tay cô ta, muốn đứng dậy, lúc này Bet-chena bước vào hiện trường, Jun-hee thấy thế, ngay lập tức đẩy Hae-in xuống, rượu trong ly đổ lên chiếc váy. Lúc này Hae-in mới phản ứng, bữa tiệc này rõ ràng là một cái bẫy. Hóa ra trước khi Hae-in tham dự bữa tiệc, đêm đó, cô đã kiểm tra tất cả thông tin của những người tham dự. Nào là con gái duy nhất của tập đoàn thời trang XG, đứng top 80 trong giới kinh doanh, con gái độc nhất của công ty luật thu hút mọi ánh nhìn, con gái của diễn viên Woo Chin-kung, nổi tiếng xinh đẹp y hệt mẹ. Mình tưởng rằng,
Có lẽ, bản thân mình và những người ở đây không quá khác biệt nhau, nhưng tưởng tượng vẫn mãi là tưởng tượng. Hae-in bị bạn học cùng lớp giở trò, vẫn may là rượu vang đỏ chưa bị đổ lên chiếc váy. Lúc này Jun-hee, con gái thứ hai của tập đoàn Jupiter, đưa tay ra trước mặt cô, thì đúng lúc này, nhân vật chính thực sự của bữa tiệc bước vào. Jun-hee thấy thời cơ đã chín muồi, nhanh tay đẩy Hae-in đang chuẩn bị đứng dậy xuống. Tình cờ là rượu vang đỏ bị đổ lên chiếc váy, tuy nhiên vẫn chưa xong, Chena đi đến trước mặt Hae-in, cầm chai rượu vang trên tay, không một chút do dự, đổ nó lên chiếc váy của Hae-in. Cậu bị điên rồi à? Kẻ điên là cậu mới đúng. Sao cậu dám to gan đi vào đây? Sau đó Chena cảnh báo Hae-in, đừng nghĩ hẹn hò với Jo-eun thì sẽ đổi đời. Một người như Hae-in chỉ có tái sinh thì mới thoát khỏi thân phận nghèo hèn. Làm ơn biết thân biết phận hộ tôi, đừng lượn lờ khiến tôi phải ngứa mắt. Cậu vẫn ngứa đòn phải không? Hae-in không hiểu, cô ấy đâu có làm gì sai, tại sao nhân viên lại giữ mình? Jun-hee ở một bên lên tiếng, cho biết toàn bộ nhân viên ở đây đều là của Chena. Hae-in bình tĩnh lại sau khi nghe điều này. Cô phát hiện huy hiệu của nhân viên đều có tên tập đoàn Hanmung. Vì vậy, cô không thể vật lộn, chỉ có thể bị nhân viên đưa ra khỏi bữa tiệc. Sau khi kết thúc bữa tiệc, rộ tin tình yêu đích thực của chủ tịch Bi của giới tài phiệt sẽ có ảnh hưởng đến người thừa kế và chủ tịch Bi đang nói đến, chính là bố của Chena, bởi vì cô giáo có bầu. Nếu là con trai, trong tương lai nhất định sẽ tranh giành quyền thừa kế. Tuy nhiên mẹ của Chena suốt ngày uống rượu, cũng bị trầm cảm nặng. Trên thực tế, cô biết rằng cô giáo đang mang thai, nhưng bây giờ mẹ Chena rất hạnh phúc, cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Sáng sớm ngày hôm sau, Hae-in nói dối, cần phải trả cho trường một khoản phí, khoảng 8 triệu won. Nghe vậy, anh trai cô ngay lập tức đứng dậy, lương của ông bố chỉ khoảng 2 triệu won một tháng. Anh trai đổ lỗi cho em gái vì quá áp đảo, còn danh Kim Hae-in, sau khi vào cái trường quốc tế trong giam đẳng cấp quá tầm đó, thì ngáo hết thuốc chữa rồi. Thực ra, Hae-in cần số tiền đó là để bù đắp cho chiếc váy của Na-jeon. Na-jeon chỉ cho Hae-in đúng một tháng để trả đầy đủ tiền váy. Nếu không trả đúng hạn, Na-jeon sẽ mách mẹ, mình là cô gái thường dân, được mời tới bữa tiệc của quý tộc. Trong giây phút ngắn ngủi, mình đã mang ảo tưởng sai lầm. Ở bên này, Na-jeon rất hạnh phúc khi được gặp Chena. Hóa ra việc mượn váy cũng là hai người đã thông đồng từ trước. Lúc này Jo-eun tìm đến, chỉ trích Chena vì những gì cô ấy đã làm đêm hôm qua. Điều này khiến Chena lầm tưởng rằng Jo-eun và Hae-in đang hẹn hò thật, vì chúng ta mà một người đã suýt chết đấy. Chena biết rất rõ người Jo-eun thích là Hae-in khác. Chena không rõ Jo-eun ám ảnh với loại người nghèo khó, hay là ám ảnh với cái tên Kim Hae-in. Với tư cách là bạn bè 18 năm, Chena khuyên Jo-eun, học đòi yêu thương thì đợi kiếp sau đi, dù cậu có sinh ra nghèo nàn như họ, thì họ cũng không chơi nổi trò yêu thương của cậu đâu. Chena nghĩ rằng lũ người đó chỉ đang lợi dụng Jo-eun, để họ có thể thay thân đổi phận, cứ vượt giới hạn để dối trượt chân ngã một vố. Đến tối, So-mang nhìn thấy Hae-in và một người đàn ông gặp nhau ở lối vào khách sạn. Anh nhầm tưởng chuyện bẩn thỉu, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trên thực tế, vì Hae-in không có tiền, cô chỉ có thể bán đi một vài món đồ. Sự hiểu lầm này khiến Hae-in phải bớt đến 50.000 won. Cô đã phàn nàn với So-mang, việc mình bị xúc phạm tại bữa tiệc. Điều đáng giận hơn cả là sự chế giễu, mỉa mai của mọi người. Nếu như không kiếm đủ số tiền trả cái váy đó, thì đời cô không biết sẽ ra sao nữa. Đó chỉ là 8 triệu won, mặc dù chẳng đáng là bao. Đối với đám trong giam, nếu lúc đó không phải cô mà là Bết Chena đứng đó, thì So-mang liệu có hiểu lầm như vậy không? Chắc chắn không thể có chuyện ấy. Hae-in thậm chí càng tức giận hơn khi nghe So-mang nói vậy. Thế cậu định bán bao nhiêu hả? Lại nữa rồi, nếu thích ngầu thì cho tôi 8 triệu đi, ai bắt cậu đưa tôi về chứ? Sáng ngày hôm sau, tại trường học, tất cả học sinh đều tránh né Hae-in. Cô ấy phát hiện ở sau lưng có một tờ ghi chú, đồ ký sinh nhờ cơ hội bình đẳng. Ha ha ha, đúng lúc Hae-in chạm mặt với Chena, Hae-in không hiểu sao mấy đứa như Chena suốt ngày cứ bắt cô phải nhìn rõ bản thân mình. Nghe nói trong ngôi trường giàu có não tàn này, người ta còn nghe được tiếng kim cương va chạm, cũng không hiểu sao, người từ bé đến giờ chưa bao giờ thiếu thốn cái gì như Chena, mà lại đi đeo bám đứa chẳng có gì như cô, thậm chí còn phát điên, chẳng phải đã vượt quá giới hạn sao? Chena rất thích thú với những gì Hae-in nói. Tuy nhiên sau đó Hae-in tiếp tục nói, Chena đang đổ một đống thì giờ và sức lực vào cô, nếu như tính bằng mức lương theo giờ thì đã được cả đống tiền. Cậu không chỉ là một đứa cạch cỡm, tầm thường đâu nhỉ, tôi muốn giết cậu thật đấy. Tôi cũng vậy, từ giờ nếu cậu động đến tôi thì tôi vẫn sẽ để yên cho cậu. Đàng hoàng một chút với người không có gì trong tay đi. Và lại chúng ta cũng phải vui vẻ gặp nhau ở trường chứ, phải không? Không, tôi thích sự chắc chắn. Chena cho rằng vì là kẻ không có gì trong tay, nên Hae-in hãy thôi học đi, tất nhiên sẽ không để Hae-in làm không công đâu. Chena nói sẽ trả tiền cho cô bằng với giá tiền của chiếc váy kia. Chena cho Hae-in một tuần, điều kiện là tự nguyện xin thôi học, nếu có thể rời đi sớm thì cô sẽ cho thêm tiền thưởng. Dù sao thì Hae-in đã nói thời gian là tiền bạc mà. Vẫn còn 6 ngày đếm ngược, Jo-eun tìm Hae-in. Anh không hiểu sao Hae-in lại đi đến một nơi không phù hợp với bản thân như vậy. Đám người đó lại càng bắt nạt cô hơn. Ở ngôi trường này, người như Hae-in thì tốt hơn hết là nên im lặng, nhắm mắt cho qua và lặng lẽ sống mới là đúng. Jo-eun rất muốn biết kẻ thực sự đã giết Hae-in là ai. Không ngờ Hae-in lại đưa ra yêu cầu, đó là cho cô ít tiền. Tùy vào câu trả lời của Jo-eun, cô sẽ quyết định mình có nói hay không. Có người sắp chết oan đấy, thế mà cậu vẫn thản nhiên giao dịch được sao?
Mặc dù Hae-in trùng tên với người con gái do ưng thích, nhưng Hae-in còn chẳng bằng một ngón chân của cô ấy. Cùng là học sinh theo diện giáo dục bình đẳng, nhưng cô ấy chưa một lần nào nhờ vả anh. Tức là cậu sẽ không cho đúng không? Vậy chúng ta hết chuyện để nói rồi. Cho tôi xuống đi ạ. Trên thực tế, ngay từ đầu Hae-in đã không muốn nói cho Do Eun biết thủ phạm là ai, bởi vì cô đã ký hợp đồng giữ bí mật với bố của anh ấy. Nói thật, cô cũng không thể nhìn rõ gương mặt của kẻ phạm tội, cô chỉ nhìn thấy bóng người đó thôi, chỉ biết đó là con gái. Hae-in chỉ trích Do Eun là một viên kim cương đứng đầu hệ thống phân cấp, lại không bảo vệ được cô gái mà mình thích. Vẫn còn 5 ngày đếm ngược, Si-un nói rằng sẽ mời Hae-in ăn trưa. Hay là tôi cứ thôi học cho rồi? Chắc là sẽ có cách thôi. Sẽ có cách để cậu không phải thôi học mà vẫn có tiền đền váy. Nếu thật sự có cách thì cậu định thế nào? Cách để cậu không cần phải thôi học ấy. Si-un sau đó đã giới thiệu ai đó cho Hae-in, bất kể mượn bao nhiêu tiền đều cho. Cậu học sinh kia tên là Lee Dook-min, nhìn bề ngoài trông như một kẻ ngốc, nhưng những kẻ bắt nạt không dám gây rối với anh ta. Gia đình Dook-min đứng thứ 4 trong danh sách đóng góp ủng hộ thành lập trường. Hae-in biết rõ những người có tên trong danh sách này đều là dạng giàu có và quý tộc. Sau khi kết thúc tiết học, Hae-in đã vay Dook-min 3 triệu won, nhưng qua một tuần tiền lãi sẽ tăng thêm 2 triệu won. Điều này khiến Hae-in rất căng thẳng. Dook-min nhìn thấy sự bối rối của Hae-in, hỏi Hae-in có muốn kiếm tiền bằng việc giúp mình không. Số tiền vay có thể được xóa ngay sau đó. Hae-in không thể liên lạc với Si-un. Lúc này Dook-min đã dựng xong máy ảnh, thúc giục Hae-in nhanh bước ra khỏi phòng thay đồ. Hóa ra anh ta có một sở thích kỳ lạ, đó là chụp ảnh hóa trang của con gái. Hae-in vứt bỏ lòng tự trọng của mình, bởi vì bố cô đã nói rằng lòng tự trọng đâu có đẻ ra cơm. Cái này chỉ đơn giản là một công việc làm thêm siêu lời, kiếm được tận 3 triệu won một giờ. Chăm chỉ tạo dáng để hợp tác với Dook-min trong nhiều tư thế khác nhau, nghĩ rằng có thể chịu đựng nó trong một giờ. Không ngờ lại còn một bộ trang phục cuối cùng. Dook-min nắm tay Hae-in, thế thì chị thay trước mặt tôi đi. Cậu đùa đấy à? Vậy thì tôi sẽ trả chị thêm 5 triệu won. Đồng thời lúc này, Do Eun đến bệnh viện thăm Hae-in, anh nắm chặt tay Hae-in, anh tự trách mình vì giờ mới đến được. Hóa ra đêm hôm đó, vì một chuyện gì đó, Do Eun và Hae-in đã cãi nhau trên sân thượng. Từ trong ra ngoài tiết lộ có người đang quấy rối Hae-in, nhưng Hae-in đã không nói ra sự thật. Nói thẳng ra thì những chuyện xảy ra ở trường, mình có thể giải quyết được mà. Nhưng lần này chắc là không được đâu. Cuối cùng Do Eun đã tức giận, anh bỏ Hae-in lại đó một mình và rời đi. Anh thề, nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Sau đó, anh đi đến văn phòng làm việc của bố, kiểm tra camera giám sát ở trường học. Tuy nhiên tất cả cảnh quay vào ngày xảy ra vụ việc đã bị xóa sạch. Anh nhớ lại những gì Hae-in nói trước đó. Hung thủ là con gái, anh nghĩ rằng Hee-soo chắc chắn biết hung thủ là ai. Lúc này Jun-hee đang ăn tối với bạn trai đã hứa hôn được 5 năm. Anh ta tên là Woo-jin, luôn muốn làm tình với Jun-hee mọi lúc. Nhưng Jun-hee kiên quyết không đồng ý với hành vi này trước hôn nhân. Anh thực sự chưa làm gì với ai ạ? Đương nhiên rồi, anh làm sao làm điều đó với ai khác ngoài em được? Đúng vậy, nếu anh dám thế thì em sẽ chết cho anh xem. Đúng lúc Woo-jin nhận được một cuộc gọi, anh ta cố tình tìm một góc không có ai và trả lời điện thoại. Những gì xảy ra trước đó đã bị Chena biết được, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho Jun-hee biết. Ban đêm, Hae-in gặp ác mộng vào ngày xảy ra án mạng. Lúc Hae-in còn tỉnh, cô ấy đã đưa cho Hae-in một sợi dây chuyền. Tuy nhiên khi đó cô đã ký thỏa thuận với chủ tịch trường, vậy nên đã không giao nó cho cảnh sát. Bây giờ sợi dây chuyền vẫn đang ở trong hộp đựng trang sức. Sáng ngày hôm sau, cô giáo trở lại trường học thăm đồng nghiệp. Khi bước vào thế giới đó rồi thì đừng có giả vờ không quen tôi với những thầy cô khác đấy nhé. Tôi đã nói rồi mà, tôi vẫn y như xưa thôi. Dù có là tài phiệt thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Việc tôi thực sự kết hôn với ai đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đâu. Lời vừa dứt, cô giáo nhìn thấy Chena ở phía trước, ngay lập tức giả vờ lao tới quan tâm cô ấy. Đừng có không biết vị trí của mình hay ra vẻ quen biết tôi. Cô giáo vội bảo đồng nghiệp đi vào trong trước, cô sẽ đưa Chena về lớp rồi tới sau. Tuy nhiên đồng nghiệp vừa rời đi được vài bước chân, sắc mặt cô giáo ngay lập tức thay đổi. Hôm nay cô đã ghé qua bệnh viện và bác sĩ nói con cô sẽ rất hợp với màu xanh lá, có nghĩa là đứa bé trong bụng sẽ là đích tôn được thừa kế tập đoàn Hanmung. Giờ con phải gọi gì là mẹ mới đúng, người phụ nữ thấp kém dì sẽ không bỏ qua cho con nữa đâu, nên hãy xưng hô đúng mực vào, bởi vì dì là người mẹ kế sẽ sinh ra em trai con đấy. Khoảng trống lớn trong tim khiến Chena có chút choáng váng, hầu như không đứng vững được nữa. Chena yêu cầu Hae-in đưa mình đi đến một nơi mà không thể nhìn thấy cô giáo. Hai người cứ thế mà rời đi. Cả hai đến phòng họp, Hae-in lúc này cũng đã biết chuyện gia đình của Chena. Tuy nhiên Chena nhầm tưởng rằng Hae-in đang đồng cảm và an ủi mình. Đó là điều mà Chena ghét nhất trên đời. Tưởng rằng bắt chuyện vào đúng thời điểm thì có thể nắm được điểm yếu của cô sao? Hae-in lấy ra một sấp tiền từ trong cặp sách của mình, để một ít lên bàn. Số tiền còn lại cô ném tung tóe trước mặt Chena. Đây này, việc của tôi. Hae-in nghe Na-jon nói rằng Chena là người đã mua đồ cho cô, nên cô đến đây để trả tiền váy. Hóa ra Hae-in định từ chối làm theo yêu cầu của Dook-min, nhưng anh ta cho biết không chỉ có mỗi mình Hae-in, còn có nhiều đứa đã từng cởi đồ ở đây, nếu như không muốn cũng không sao. Dù sao thì người cảm thấy tiếc cũng sẽ không phải anh ta, mà là Hae-in. Sau khi cân nhắc kỹ, Hae-in đã chọn làm theo yêu cầu. Hae-in nghĩ rằng hai người sẽ không còn nợ nhau sau khi trả lại tiền, vậy nên Chena làm ơn để cho cô yên, bởi vì đứa con gái đáng sợ nhất trên đời này chính là người không có gì để mất.
giống như cô bây giờ, bên ngoài Chena tỏ ra mạnh mẽ, thực chất bên trong trái tim vô cùng mong manh, đó gọi là đạo đức giả. Bởi vậy nên, hãy cùng chung sống cho đúng mực đi, ai biết được, một ngày nào đó cậu lại thành bà chủ của tôi cũng nên. Sau sự cố lần này, thái độ của Chena đối với Hae-in cũng đột ngột thay đổi. Ngày hôm sau, tại trường học, các bạn học không dám giở trò với Hae-in, ngay cả những kẻ bắt nạt cũng không dám đụng tới cô ấy. Hôm nay, Jo-eun đột nhiên ngồi cạnh Hae-in, thực ra anh muốn nói chuyện với Hae-in sau giờ học. Hae-in từ chối ngay, bởi vì cô không còn việc gì cần làm với Jo-eun nữa. Cậu không thể bỏ lại tôi mà đi như thế được. Đi cùng tôi đi. Jo-eun hy vọng Hae-in có thể giúp anh tìm ta kẻ giết người thực sự, nhưng Hae-in không sẵn lòng giúp đỡ, không còn cách nào. Jo-eun dọa sẽ nói với bố việc Hae-in không biết hung thủ là ai. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Hae-in không hiểu ý định của Jo-eun là gì. Jo-eun nói rằng sẽ không để xảy ra việc gì bất lợi với Hae-in, cũng không phải bảo cô đi trình báo, chỉ cần tìm ra hung thủ là được. Anh sẽ xem đó có phải là người mà anh nghĩ không, và xem bố anh định làm những gì. Vậy nên cứ giả vờ hẹn hò như bây giờ là được. Hae-in trở lại tòa nhà giảng dạy và nhận được một tin nhắn. Đó là đoạn video mà Dutmin đã bảo cô cởi đồ và sẽ cho cô thêm 5 triệu. Chena cảm thấy tiếc khi Junhee muốn kết hôn với Woo-jin, nhưng Junhee không quan tâm mấy đến lời của Chena. Đúng lúc, hai người bọn họ thấy Hae-in đang ở cùng với Si-eun, cả hai rất ngạc nhiên. Si-eun lo lắng, hỏi Hae-in đã giải quyết xong chuyện tiền nong chưa? Không có việc gì chứ? Hae-in lắc đầu, cả hai đi vào lớp học. Trong giờ học, Hae-in rất lơ đãng. Si-eun quay lại và viết câu gì đó vào vở của Hae-in. Cậu không sao chứ? Haha, đến tối, trong lúc Hae-in đang làm bài tập về nhà, tình cờ thấy mảnh giấy ai đó gửi cho cô ở trung tâm thương mại. Cô so sánh nó với nét chữ ngày hôm nay Si-eun đã viết vào vở mình, phát hiện hoàn toàn giống nhau, đặc biệt là hai chữ haha. Hae-in không hiểu, một người tốt bụng như Si-eun sao lại làm ra trò đùa như vậy. Cách đây vài giờ, Si-eun đến bệnh viện thăm Hae-in, đúng lúc mẹ của Hae-in có cuộc gọi đến nên phải đi ra ngoài. Cậu đúng là may mắn thật, một người như Jo-eun cũng vẫn chỉ biết tới mình cậu. Cậu mê hoặc cậu ấy bằng cách nào thế? Một đứa con gái như ma quỷ thế này, có lẽ cậu không biết mình đã làm gì mà lại thành ra như thế này nhỉ? Si-eun càng nói càng phấn khích. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Si-eun nhận được một tin nhắn từ Dutmin, đó là video của Hae-in. Quả nhiên là Kim Hae-in, cậu đúng là không làm tôi thất vọng. Gia đình của Si-eun bị phá sản, bị trường xóa khỏi danh sách tài trợ. Tuy nhiên các bạn học không an ủi, thay vào đó còn cười nhạo cô, còn mặt mũi đi học, thậm chí còn nói bà nội và bố của cô bị bệnh thần kinh. Cút hết đi, lũ rác rưởi bọn mày, tôi mới phải nói câu đó, chả thèm động vào rác nữa, lỡ nó phát điên giống bà hay bố thì sao? Nghe vậy, Si-eun thực sự không thể chịu được nữa. Cô túm lấy tóc của một bạn học và ném xuống đất, sau đó tát bạn học từng cái một, loại không biết thân không biết phận, gia đình tao có bất ổn thì vẫn vững hơn cái xó nhà mày. Si-eun càng lúc càng phấn khích, ngay khi cô muốn tiếp tục thì bị Chena chặn lại. Si-eun không hiểu, tại sao bạn tốt bao nhiêu năm nay lại bây giờ thành ra như này, chỉ những người cùng cấp bậc mới có thể là bạn bè. Rõ ràng bây giờ thân phận hai người không giống nhau, không ngờ Si-eun đề cập đến một sự cố trong quá khứ, dành cả đời trả ơn cô còn chưa đủ. Sao dám làm vậy với cô, tôi đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Từ đó Si-eun bắt đầu ghét Chena, mặc dù đã cẩn thận, hai người vẫn chạm mặt nhau. Chena không hiểu sao Si-eun cứ dính lấy Hae-in, nhưng cô khuyên Si-eun nên dừng lại càng sớm càng tốt, nếu cô mà biết thì sẽ phơi bày mọi sự thật trong quá khứ. Hóa ra Chena luôn nghi ngờ em trai của mình bị Si-eun giết chết, nhưng cô ấy không có bằng chứng xác thực. Nhưng hồi đó Si-eun thừa nhận mình là kẻ giết người, chỉ cố gắng tiếp cận người thừa kế tập đoàn Hanmung. Theo quan điểm của Si-eun, hai người cùng đẳng cấp với nhau. Hae-in bên này phát hiện ra người viết mảnh ghi chú kia là Si-eun. Hae-in muốn xác nhận có phải là thật không, không ngờ Si-eun lại chủ động thừa nhận là người đã viết nó, hoán đổi giày cũng như chụp ảnh cùng với Dokmin. Này, cậu đang phạm tội đấy, cậu đã phạm tội trước mà. Trên thực tế, Si-eun sớm đã đoán được, chủ tịch trường đã ra điều kiện im lặng, chỉ sau đó Hae-in mới có thể chuyển đến ngôi trường này. Hae-in giải thích, ngày hôm đó cô chỉ tình cờ đi ngang qua hiện trường, thực sự không thấy hung thủ là ai. Si-eun trông rất hạnh phúc sau khi nghe những lời này. Cô ấy muốn Hae-in làm chứng chống lại Chena với tư cách là nhân chứng. Jo-eun bên này nhất quyết đưa Hae-in đến dự bữa tiệc của Junhee và Woo-jin. Anh hỏi Chena một câu, lý do cô ấy ghét Hae-in là gì? Hóa ra cái đêm Hae-in gọi Chena lên sân thượng, cô ấy đã gửi cho Chena một tin nhắn. Cô giáo dạy tiếng Anh làm bồ nhí của chủ tịch tài phiệt. Không ngờ Chena thực sự đi lên sân thượng. Hae-in luôn có ước mơ trở thành một người giàu có, mặc đồ hàng hiệu, đi xe sang. Nhưng Chena không có tâm trạng để nghe những điều vô nghĩa của cô ấy. Hỏi Hae-in rốt cuộc muốn gì, nếu biết thì cậu có cho tôi không? Chena đã không trả lời câu hỏi của cô ấy. Lúc này Si-eun vẫn đang cố tẩy não Hae-in, nói Chena rất đáng sợ, muốn giết chết Hae-in kia. Tuy nhiên Hae-in luôn cảm thấy Chena không phải là kẻ giết người thực sự, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt nhau, cô ấy đã không nhận ra Hae-in. Dù sao thì Si-eun cũng không quan tâm lắm, chỉ cần buộc tội Chena. Nếu không thì cái video rác rưởi của Hae-in sẽ bị gửi đi khắp trường. Có 5 triệu là cởi hết đồ ra rồi, phải không? Bị người ta nhìn thấy hết mà cũng vẫn mặt dày không chuyển trường. Này, cậu thích học miễn phí thế cơ à? Lúc tối Hae-in trên đường đi về nhà, Hae-in nhìn vào biểu ngữ mà bố mẹ Hae-in kia đang tìm nhân chứng.
Cuối cùng cô cũng nhận ra mình không nên ăn bánh bao hấp máu người. Cô rơi nước mắt ân hận. Cùng lúc đó, Chena đi ngang qua. Cô nói với Hae-in, đừng thông cảm với Hae-in đang hấp hối. Thay vào đó hãy cẩn thận với Si-un. Sau khi nghe những lời của Chena, cô gọi điện cho Jo-un, đồng ý hợp tác với anh ấy và bắt đầu điều tra. Sáng ngày hôm sau, cả hai đến căn phòng, nơi các bức ảnh được chụp lại, tìm thấy một hộp lớn các ổ USB có tên trên đó. So mang bên này sau khi tra hỏi Doc Min, anh thành công xóa tất cả bản sao lưu các bức ảnh của nhiều nữ sinh. Đêm đó Hae-in đã xem qua các USB, cô tò mò bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Hóa ra Hae-in đã nhìn thấy đoạn video U-Chin và Hae-in kia làm tình với nhau, không thể không tự hỏi cô ấy là người như thế nào. Sáng ngày hôm sau, Si-un tìm Hae-in, Hae-in bị Si-un đe dọa, yêu cầu cô ấy nói. Chena là kẻ đã giết Hae-in, nhưng Hae-in do dự, nếu làm vậy, chẳng khác gì vi phạm thỏa thuận với lãnh đạo nhà trường. Bên cạnh đó Hae-in thắc mắc một chuyện, cô lấy ra chiếc USB có tên Hae-in được viết trên đó. Si-un biết rõ bên trong chứa gì, Si-un nói đó là thứ mà Hae-in kia đã dùng để đe dọa Chena, thậm chí còn không đạt được mục đích của mình, mà lại bị Chena đi trước một bước như vậy. Tất cả mọi chuyện là do cậu chỉ đạo sao, đúng là một con bé điên, thế nên là phải dùng cái đầu thì mới có thể đấu lại được bếp Chena, lập tức cười khanh khách. Hóa ra hôm đó, Si-un đã gửi đoạn video đó cho Hae-in, đe dọa nếu như không làm theo những gì cô ta nói, thì sẽ gửi nó cho Jo-un. Cuối cùng, hai người đạt được thỏa thuận. Hae-in đứng trên sân thượng đợi Chena, đổi lại Si-un sẽ xóa video. Nhưng Hae-in luôn cảm thấy kẻ giết người không phải là Chena. Si-un cảnh báo Hae-in, nếu hết thời gian mà vẫn chưa tiết lộ Chena là kẻ giết người, thì sẽ đăng video cởi đồ của cô ấy lên mạng. Dù sao thì Kim Hae-in kia cũng đã từng cầu xin Si-un ở đây. Đến tối, Jo-un đã đưa Hae-in đến dự bữa tiệc của U-chin và Jun-hee. Tại đây Jun-hee và U-chin rất tình cảm. Hae-in hỏi Chena, chiếc vòng cổ Jun-hee đeo có đắt không? Chena thẳng thắn nói, có thể mua được chiếc vòng cổ đó nếu có tiền. Có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi. Không biết là do uống quá nhiều hay là do không thể che giấu trái tim của mình. Chena và Jo-un đã xảy ra tranh cãi. Anh ấy biết bố mình không phải là người ban ân huệ cho ai cũng được, phải là một gia đình có quyền lực mới có thể giúp được ông ấy. Lẽ nào cậu nghĩ rằng tôi giết cậu ta sao? Này, lúc nào cậu cũng ghét cậu ấy còn gì? Cậu đã từng nói cậu ấy chết rồi thì thật là tốt còn gì? Chena đã nói ra sự thật, Hae-in kia đã lừa tiền cô rồi viện cớ là do nghèo khó. Cậu tưởng mỗi tôi bị đe dọa sao? Cậu ta cũng đã bị đe dọa đấy. Vì sao ư? Vì Kim Hae-in đã ngủ với bạn trai cậu đấy. Hiện trường ngay lập tức mất kiểm soát. Jo-un và U-chin cãi tay đôi, Jun-hee hoàn toàn suy sụp, khóc trong đau đớn. Thực ra sau khi nhận được video từ Si-un, Hae-in giả vờ đồng ý với Si-un và đe dọa U-chin nếu đem chuyện này nói ra ngoài, mối tình giữa hai người sẽ chấm dứt. Đêm đó ở trên sân thượng, Chena thú nhận rằng mình đã biết chuyện Hae-in ngủ với U-chin. Tuy nhiên Hae-in khẳng định rằng mình rất thích Jo-un, cô rất căm ghét Chena. Ngoài việc tốt số được sinh ra như vậy, thì Chena có gì khác với cô đâu. Việc Hae-in nỗ lực để thay đổi điều gì đó trong cuộc đời của mình là tội đáng chết với Chena sao? Jun-hee đổ lỗi cho Chena vì đã phá hỏng ngày hạnh phúc của mình. Tôi cũng không nghĩ là sẽ nói ra mọi chuyện như thế này, nhưng mà tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tên khốn Park U-chin đó lợi dụng cậu như một kẻ ngốc còn gì. Tôi biết chứ. Thực ra Jun-hee cũng rất cảm ơn Chena. Bây giờ U-chin chắc chắn sẽ không dám hó hé gì với cô. Tôi cũng có chuyện muốn giấu chứ. Nhưng mà chuyện đó, chính cậu, hôm nay đã phá hỏng hết rồi. Hóa ra người điên rồ nhất trong bộ phim này chính là Jun-hee. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Hae-in đưa Chena về nhà mình, lấy chiếc vòng cổ giống của Jun-hee cho Chena xem. Đây là thứ mà Hae-in kia đã đưa cho cô sau khi rơi từ sân thượng xuống dưới. Hae-in biết Chena không phải là kẻ giết người, và bây giờ cô cũng muốn biết hung thủ thật sự là ai. Hóa ra chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn này là món quà của U-chin tặng Jun-hee. Trên sân thượng đêm đó, Hae-in đã hẹn gặp U-chin, nhưng người đến là Jun-hee. Cô giật tóc Hae-in và đánh cô ấy. Tuy nhiên, Hae-in có vẻ nhu nhược, không dễ khiêu khích. Cô không biết U-chin đã nói gì mà Jun-hee lại hành xử như vậy. Jun-hee vô cùng tức giận, đẩy Hae-in xuống dưới. Khi đó Hae-in đã giật lấy chiếc vòng cổ của Jun-hee. Bóng dáng mà Hae-in nhìn thấy sau đó thực ra là Jun-hee. Sáng sớm ngày hôm sau, Hae-in nhận được lời cảnh báo của Si-un, đồng thời một người đi giày giống Na-jeon bước vào văn phòng làm việc của chủ tịch trường. Đêm đó, Jun-hee và U-chin đã hòa giải. Hae-in dự định sẽ nói chuyện với Si-un, thiết lập lại giao dịch, bởi vì vô đã biết kẻ giết Hae-in kia là ai. Tuy nhiên Si-un sớm đã biết chuyện này, nhưng cô vẫn cho Hae-in một cơ hội, hẹn gặp nhau ở trường sau 5 phút nữa. Lúc này Si-un đã lên sân thượng, sau khi cô ta đăng video cởi áo của Hae-in lên mạng, lúc quay đầu lại. Đến rồi à? Nhưng mà có chuyện gì vậy? Cậu đã hẹn gặp tôi trước. Lúc này Hae-in cũng đã đi đến trường học, nhưng dù cô có gọi như nào, vẫn không thể liên lạc với Si-un. Như thể khung cảnh của ngày hôm đó lại tái hiện, chỉ khác là lần này, Si-un đã rơi từ tòa nhà xuống. Đoạn kết, Jo-un hy vọng Hae-in có thể tỉnh lại. Anh muốn nghe lời biện minh của cô. Ngay khi Jo-un bước ra khỏi phòng bệnh, Hae-in thực sự đã tỉnh lại. Phần 1 của bộ phim kết thúc tại đây.